Chào các em, ở video này thầy sẽ hướng dẫn các em giải quyết bài toán hợp chuyển động của chất điểm hay còn gọi là chuyển động phức hợp của chất điểm. Áp dụng lý thuyết của buổi học này, chúng ta có thể tính toán được chuyển động phức tạp của một chất điểm nào đó. Ví dụ, chúng ta theo khảo sát chiếc máy bay di chuyển trên chiếc tàu sân bay. Bản thân tàu sân bay chúng ta không đứng im mà nó chuyển động với vận tốc V nào đó chẳng hạn. Nếu tàu sân bay đứng im thì việc khảo sát chuyển động của máy bay một cách dễ dàng. Chúng ta có thể lấy một cái điểm nào đó trên tàu sân bay làm mốc và chúng ta khảo sát chuyển động của máy bay thôi. Tuy nhiên, nếu tàu sân bay chuyển động thì chuyển động của chiếc máy bay nó sẽ là chuyển động phức hợp. Nó sẽ bao gồm là chuyển động của máy bay trên chiếc tàu này cộng chuyển động của chiếc tàu này. À, các cái mô hình tương tự ở đây, khảo sát chuyển động của các điểm ở đây, nó sẽ bao gồm chuyển động của cái điểm này quay quanh điểm này và chuyển động của cái điểm nối sợi dây quay quanh cái trục. Tương tự là các mô hình ở đây, chuyển động của điểm C quay quanh điểm A cộng với lại chuyển động của điểm A quay quanh điểm B. Chuyển động của điểm này quay quanh cái khớp ở đây và cái khớp này không đứng im mà khớp này nó sẽ quay quanh cái trục thẳng đứng. Do đó thì chúng ta phải áp dụng các cái lý thuyết ở chương này để chúng ta tính toán được cho các cái điểm có chuyển động phức tạp như vậy. Chúng ta sẽ đi vào phần thứ hai, nói về định lý hợp vận tốc. Trước tiên đó thì chúng ta sẽ đi vào các định nghĩa, chúng ta sẽ có một số cái định nghĩa cơ bản. Đầu tiên á, chúng ta lấy một cái mô hình là cái tàu sân bay hồi nãy, khảo sát chuyển động của máy bay trên chiếc tàu sân bay, giả sử nó chuyển động với vận tốc là V, máy bay nào đó, đúng không ạ? Và chiếc tàu này sẽ chuyển động với vận tốc V nào đó chẳng hạn. Thì để khảo sát chuyển động của máy bay, chiếc máy bay nói chung, trên thực tế thì người ta sẽ đặt vào đây một cái hệ quy chiếu, đặt vào đây một cái hệ quy chiếu. Cái hệ quy chiếu này chúng ta sẽ đặt một cái điểm nào đó trên biển, cố định làm mốc, và chuyển động của máy bay so với hệ quy chiếu cố định này là cái mà chúng ta khảo sát, cái chúng ta muốn tìm, đúng không ạ? Như vậy là tôi gọi hệ trục tọa độ O lớn, X lớn, Y lớn làm hệ quy chiếu cố định. Trên cái tàu sân bay này, bản thân tàu sân bay này nó có chuyển động, nhưng máy bay chuyển động trên tàu sân bay. Do đó chúng ta sẽ đặt một cái điểm nào đó, chọn một cái điểm nào đó cố định trên tàu làm mốc và gắn vào đây hệ trục tọa độ O nhỏ 1, X 1, Y 1 hoặc là O nhỏ, X nhỏ, Y nhỏ làm hệ quy chiếu. Hệ quy chiếu gọi là hệ quy chiếu động, bởi vì cái hệ quy chiếu này nó không có đứng im mà nó di chuyển so với hệ quy chiếu cố định ở đây. Như vậy thì chuyển động của máy bay trên cái tàu này tức là chuyển động của máy bay so với hệ quy chiếu động. Thì từ đó chúng ta sẽ đưa vào một số cái định nghĩa như sau. Thứ nhất đó là cái chuyển động tuyệt đối. Chuyển động tuyệt đối là chuyển động của điểm trong hệ quy chiếu cố định. Thì ký hiệu chuyển động tuyệt đối, vị trí của chất điểm trong chuyển động tuyệt đối, người ta ký hiệu đó là RA. Vận tốc của chuyển động tuyệt đối ký hiệu là VA. Và gia tốc của chuyển động tuyệt đối ký hiệu là AA. Đây là các đại lượng vector nha các em. Chuyển động thứ hai là chuyển động tương đối. Chuyển động tương đối là chuyển động của điểm đó, chất điểm đó, so với hệ quy chiếu động, tức là chuyển động của máy bay này so với hệ quy chiếu động O1, X nhỏ, Y nhỏ. Ký hiệu chuyển động tương đối đó là RR, là vị trí, vector vị trí của chất điểm so với hệ quy chiếu động. VR, AR là vận tốc và gia tốc của chuyển động tương đối. Và chuyển động thứ ba là chuyển động của hệ động, tức là hệ O1, X nhỏ, Y nhỏ so với hệ quy chiếu cố định O, X, Y. Nếu mà trong không gian, nó sẽ là O, X, Y, Z, được gọi là chuyển động kéo theo. Chuyển động kéo theo thì cái vị trí của nó trong hệ này được gọi là S vector RE, và vận tốc là VE, gia tốc của nó tương ứng nó là AE. Thì trong cái bài toán hợp chuyển động này, cái khó khăn nhất là các em phải xác định cho thầy thế nào là chuyển động tuyệt đối, cái nào là chuyển động tương đối và cái nào là chuyển động kéo theo. Ở đây thầy lấy một cái ví dụ. Tôi có cái tay quay O, đúng không ạ? Tay quay OA nằm đây đi. Ví dụ chẳng hạn OP, nó sẽ quay quanh trục cố định quay O quanh O, đúng không ạ? Thì khi nó quay quanh trục cố định quanh O thì cái vật
con trượt P này có thể trượt trên cái rãnh của cái thanh này chẳng hạn, thì chuyển động của điểm P trong trường hợp này, đây là chuyển động phức hợp, thì nó sẽ bao gồm các chuyển động như thế nào? Chuyển động thứ nhất là nó chuyển động trượt trên cái thanh này. Chuyển động thứ hai là chuyển động cùng với cái thanh này quay quanh cái điểm O, đúng không? Và chuyển động thứ ba là thực tế là cộng hai cái chuyển động đó lại. Như vậy thì để khảo sát chuyển động này, chúng ta sẽ đặt hệ quy chiếu cố định, đó là hệ quy chiếu O lớn, X lớn, Y lớn, đúng không? Thì cái thanh này, đúng không? Bản thân cái thanh này, đúng không? Nó có con trượt nằm trên đó, có con trượt P nằm trên đó, thì chuyển động của cái thanh này được gọi là chuyển động kéo theo, bởi vì khi nó chuyển động thì con trượt nằm trên đó cũng chuyển động theo nó, đúng không? Nhưng mà chuyển động của thanh này là chuyển động kéo theo, và chuyển động của con trượt dọc theo cái thanh này, đúng không? Thì chuyển động kéo theo thì chúng ta đặt cái vật mà có chuyển động kéo theo, chúng ta đặt vào đây hệ quy chiếu, đó là O lớn, X nhỏ, Y nhỏ là hệ quy chiếu động. Như vậy thì chuyển động của hệ quy chiếu động, đúng không ạ, so với hệ cố định đó là chuyển động kéo theo, và chuyển động của vật trên cái hệ động này thì đó là chuyển động tương đối. Chuyển động tương đối, ví dụ chúng ta khảo sát chuyển động của cơ hệ này, đúng không ạ, thì ta thấy là cái điểm C nó sẽ quay quanh cái điểm A, mà điểm A thuộc thanh AB nó không đứng im, nó quay quanh điểm B. Như vậy bài này chúng ta khảo sát hệ quy chiếu cố định chính là cái điểm đặt ngay điểm B, đó là góc tọa độ. Chúng ta đặt vào đây hệ quy chiếu B, X lớn, Y lớn, đây là hệ quy chiếu cố định. Hệ quy chiếu động chính là cái thanh AB ở đây, chúng ta có thể đặt ở điểm A, đúng không, trên cái hệ động này, và làm móc. Chúng ta đặt vào đây hệ điểm hệ quy chiếu A, X nhỏ, Y nhỏ làm hệ quy chiếu động, thì khi đó chuyển động của điểm C, đúng không ạ, nó sẽ là bằng chuyển động của điểm C này trong cái hệ động A, X nhỏ, Y nhỏ cộng với lại chuyển động của hệ động là điểm A quanh cái hệ quy chiếu cố định, là chuyển động của điểm A quay quanh điểm B. Như vậy, đúng không ạ, chuyển động tuyệt đối là chuyển động của điểm C so với điểm B. Chuyển động tương đối là chuyển động của điểm C quay quanh điểm A, và chuyển động kéo theo là chuyển động của điểm A quay quanh điểm B. Thì đây là chúng ta nhớ cho thầy cái kinh nghiệm để chúng ta phân biệt chuyển động kéo theo, chuyển động tương đối, chuyển động tuyệt đối. Chúng ta nhớ cho thầy cái nguyên lý này. Cái vật thể, đúng không ạ? Cái vật thể mà cái điểm khảo sát chúng ta chuyển động trên nó, vật thể mà điểm khảo sát chúng ta chuyển động trên nó, đúng không? Thì chuyển động của vật thể đó là chuyển động kéo theo. Tôi lấy ví dụ cái thanh nằm nghiêng, cái con trượt cái thanh này, cái tay quay này. Cái tay quay này có con trượt B trượt trên nó, con trượt B trượt trên nó, thì chuyển động của cái thanh này sẽ là chuyển động kéo theo. Đó chưa ạ? Rồi, ví dụ trong trường hợp này, cái điểm C chúng ta, đúng không ạ, quay quanh điểm A thuộc thanh AB, đúng không ạ, quay quanh điểm A thuộc thanh AB thì AB sẽ là chuyển động kéo theo. Và cái thứ hai, chuyển động của điểm trên vật thể đó, chuyển động của điểm P nè trên cái thanh này là chuyển động tương đối, chuyển động tương đối, và chuyển động tuyệt đối là cái còn lại nha. Như vậy chuyển động của điểm C quay quanh điểm A là tương đối, và chuyển động còn lại ha là tổng hợp của hai cái đó chính là chuyển động tuyệt đối. Thì sau khi mà chúng ta phân biệt được các cái chuyển động tuyệt đối, tương đối và kéo theo, thì chúng ta sẽ có thể áp dụng được định lý hợp vận tốc. Thì theo định lý này, vận tốc tuyệt đối của chất điểm nó sẽ bằng tổng hình học của vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo. Như vậy thì chúng ta gọi vận tốc tuyệt đối của điểm đó là vector VA, vận tốc tương đối là vector VR, và vận tốc kéo theo đó là vector VE. Lưu ý ở đây chúng ta phương trình này là phương trình ở dạng vector, vector VA nhé bằng vector VR cộng cho vector VE. Đây là, hoặc là chúng ta có thể biểu diễn ở cái dạng khác, thay vì chúng ta vẽ vector vector trên đầu thì chúng ta có thể viết cái dạng in đậm. Vector VA chúng ta có thể ghi là V nhưng mà chúng ta in đậm ha. Trong đó VA là vận tốc tuyệt đối, VR là vận tốc tương đối, và VE là vận tốc kéo theo. Ta lấy ví dụ trong mô hình này, có thay thanh này nó quay quanh ô với vận tốc gốc omega, khi đó vận tốc
của chất điểm P này quay quanh ô thì đó là vận tốc kéo theo, vận tốc VE kéo theo VE với vận tốc cái màu xanh đây là VE. Vận tốc của chuyển động P dọc theo cái thanh này đó là vận tốc tương đối, và hợp của hai cái vận tốc này chính là vận tốc tuyệt đối VA. Như vậy là cộng vector chúng ta sẽ áp dụng quy tắc hình bình hành, đúng không? Quy tắc hình bình hành thì vector VE hợp với vector VR sẽ ra một vector VA là đường chéo của hình bình hành với hai cạnh là hai cái vector VE và vector VR ở đây. Để giải quyết bài toán gia tốc thì chúng ta sẽ áp dụng định lý hợp gia tốc. Gia tốc tuyệt đối của chất điểm nó sẽ bằng tổng hình học của gia tốc tương đối AR, gia tốc kéo theo AE và gia tốc AC là gia tốc Coriolis. Thì cái gia tốc Coriolis nó sẽ xuất hiện trong trường hợp hệ động chúng ta có chuyển động quay. Hệ động chúng ta là có chuyển động quay. Khi đó sẽ xuất hiện đại lượng vận tốc gốc là omega e. Omega e là vận tốc gốc của chuyển động kéo theo. VR là vận tốc của chuyển động tương đối. Đây là chúng ta lưu ý là omega AC được tính bằng công thức là hai lần omega e tích vector với lại VR. Dựa vào tính chất của tích vector của hai cái này, chúng ta sẽ suy ra được AC. Giả sử chúng ta có vector omega e như hình vẽ, vector VR như trên hình, thì khi đó AC sẽ bằng tích vector của hai thằng này. Thì nó sẽ có tính chất như sau. Tính chất thứ nhất là cái phương của nó sẽ vuông góc với mặt phẳng chứa omega e và chứa VR. Như vậy là giả sử omega e và VR nằm trên mặt phẳng nằm ngang thì AC sẽ theo phương thẳng đứng vuông góc mặt nằm ngang. Và chiều của nó sẽ theo quy tắc bàn tay phải. Theo quy tắc bàn tay phải các em. Theo quy tắc bàn tay phải, chúng ta sẽ đặt ngón cái của bàn tay phải theo phương của AC, quay những ngón tay còn lại theo chiều từ omega e đến VR, và hướng của ngón cái chính là chiều của AC. Và về độ lớn, gia tốc AC nó sẽ bằng hai lần omega e nhân với lại VR nhân với sin của alpha. Đây là công thức tổng quát. Alpha là góc hợp bởi omega e và vector VR ở đây. Như vậy ta thấy rằng nếu hệ động chúng ta chuyển động tĩnh tiến, tức là omega e chúng ta sẽ bằng không đúng các em, thì gia tốc Coriolis nó sẽ không có. Nó chỉ xuất hiện khi hệ động có chuyển động quay thôi các em. Trong trường hợp đặc biệt, nếu omega e và vector VR nó sẽ vuông góc với nhau. Vuông góc với nhau thì tức là góc alpha là 90 độ thì sin của 90 độ là 1 nha các em. Thì khi đó thì AC đơn giản thôi. AC thì muốn tìm thì chúng ta thấy là chỉ cần là tôi tại đây ta có vector vận tốc tương đối là VR ở đây đúng không ạ? Ta có vector VR ở đây này. Chúng ta muốn tìm AC thì chúng ta chỉ việc là làm một động tác, các bạn chỉ việc quay cái vector VR này theo chiều của omega e. Ví dụ trong trường hợp này omega e trong bài toán này là omega bằng 4 radian trên giây quay ngược chiều kim đồng hồ, thì các em chỉ việc quay vector VR một góc 90 độ ngược chiều kim đồng hồ thì chúng ta sẽ được đó là vector gia tốc AC. À, nhắc lại nha. Vector VR các bạn chỉ quay một góc 90 độ theo chiều của omega e thì tôi sẽ được gia tốc Coriolis AC. Và độ lớn thì khi đó sin của góc đó bằng 1 thì khi đó AC sẽ bằng 2 lần omega e nhân với lại VR.